mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cẩm nang nuôi con khỏe mạnh và thông minh. Quý vị thân mến, cha mẹ sẽ không còn lo lắng nữa khi mà chúng ta biết rằng theo quan điểm của triết lý Đông Phương, không có bệnh di truyền. Nếu bệnh di truyền có thật sự thì những người nghèo và ngu đần và người bệnh phải chịu như vậy mãi mãi, không thể thay đổi được. Tình trạng khi sinh ra thế nào thì phải cam chịu như thế suốt đời. Vậy thì không có sự chuyển hóa của các nguyên tố, hoặc là quan trọng hơn nữa là chuyển hóa con người ư? Dù thế nào đi nữa, chúng ta biết rằng sự chuyển hóa luôn xảy ra mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó thì chúng ta đều biết là không có gì trong thế giới này là bất biến cả. Mọi thứ luôn biến dịch thay đổi không ngừng. Quan điểm chủ yếu của người phương Tây là tính vững chắc, tính đảm bảo và tính bất biến. Sự di truyền vì thế là không hợp lý. Chúng ta có thể chuyển đổi con chúng ta từ một đứa trẻ bệnh tật, ngu đần thành một đứa trẻ khỏe mạnh, hoàn toàn và hạnh phúc trọn vẹn. Tất cả tùy thuộc vào trí phán đoán, sự hiểu biết và việc ứng dụng âm và dương của chúng ta. Rất dễ chuyển hóa các nguyên tố trong bảng tuần hoàn của Mendeleev. Sự kiện ngày 21 tháng 6 là minh chứng cho điều này. Đã thành công trong việc là chuyển hóa nguyên tố sodium tức là natri thành nguyên tố potassium là kali. Nhưng khó nhất là chuyển hóa con người kiêu ngạo thành con người khiêm tốn. Để làm được điều này, chúng ta phải hoàn toàn trung thực với chính mình. Chúng ta biết cốt để hưởng độc lập và tự do. Nhớ rằng con trẻ vốn dĩ hạnh phúc, thậm chí dù chúng bị đuôi, điếc hoặc tật nguyền gì dặn. Chúng rộn ràng vui sướng trong vũ trụ bao la mà không còn quan trọng nữa với dị tật nhỏ nhoi. Chính cha mẹ là những người luôn lo lắng, bất an khi thấy dị tật của con mình trong thế giới tương đối và biến dịch này. Cha mẹ là áp đặt sự bất hạnh, lo lắng của mình lên con trẻ vô tư, thiếu hiểu biết cấu trúc vũ trụ và trật tự vũ trụ, sẽ dẫn đến kết quả đau buồn cho những cha mẹ kém cỏi, chứ không phải cho con cái của họ. Điều này chính là một thứ công bằng thực sự. Thật rõ ràng rằng mục đích chính của triết lý Đông Phương là chuyển hóa con người, tương tự như chuyển hóa sinh học xảy ra thường xuyên trong môi trường tự nhiên và các nguyên tố có thể chuyển hóa lẫn nhau. Thứ gì nguy hiểm cần phải tránh. Không có gì là nguy hiểm. Muốn trở thành một người khỏe mạnh nhất và am hiểu sự sống sâu sắc nhất thì phải là người thám hiểu vĩ đại nhất. Cuối cùng, tôi yêu cầu các bạn đặt câu hỏi sau cho chính mình. Tôi muốn con mình lớn lên trở thành loại người nào? Bác sĩ, luật sư, chính trị gia, người giàu hay là người hạnh phúc nhất, khỏe mạnh nhất, tự do nhất? Câu trả lời như thế nào thì giáo dục của chúng ta sẽ hướng đi theo hướng thế đó. Giáo dục trẻ là một nhiệm vụ quan trọng nhất mà bất kỳ người nào cũng đều làm được. Không chờ đến khi con trẻ đi học mẫu giáo, giáo dục bắt đầu ở gia đình từ rất sớm, từ thời điểm thụ thai. Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Nếu cha mẹ chỉ quan tâm đến vật chất như là tiền bạc của cải thì chúng sẽ làm theo y như thế. Con cái khó làm khác đi, vì trong suốt thời gian lớn lên trong gia đình, chúng chứng kiến toàn cảnh hành xử của cha mẹ mình. Cha mẹ sống như thế nào thì con cái sống như thế đó. Tuy nhiên, nếu bạn tự học và hiểu được rằng mục đích thực sự của con người là cái gì, nó bao trùm tất cả và vô hạn, nghĩa là đạt được sức khỏe hoàn hảo, tự do vô biên, công bằng tuyệt đối, hạnh phúc vĩnh cửu, như thế thì tương lai của trẻ mới được đảm bảo. Không có môi trường giáo dục nào hoàn hảo hơn việc con trẻ sống với cha mẹ khỏe mạnh, hạnh phúc và công bằng. Có rất nhiều lý do tốt đẹp để chúng ta hạnh phúc. Chúng ta có dồi dào không khí, nước và ánh sáng, những thứ tối cần thiết cho sự sống. Những thứ này quý hơn kim cương hàng ngàn hàng vạn lần. Chúng ta còn có đồng cỏ, sông suối, núi rừng, biển cả và bầu trời. Trong không gian bao la, có vô vàn dải thiên hà. Trong đó chứa hàng tỷ mặt trời, tất cả là của chúng ta, không ai có thể tước đoạt được. Vì thế, chỉ qua biểu hiện của sự sống, chúng ta là sinh vật sống hạnh phúc nhất trên trái đất này. Tất cả những sinh vật khác cũng sống hạnh phúc, như con bướm, con chim, con cá, vi trùng, vi khuẩn. Chúng đang nhảy múa, đùa vui, vui thú với bạn tình. Nếu không được hưởng hạnh phúc, chúng ta đang vi phạm trật tự của vũ trụ. Nếu bạn thỉnh thoảng mới được hạnh phúc, thì hãy cẩn trọng nếu hạnh phúc của bạn do người khác ban cho, nhờ vay mượn, mua bán hoặc là lấy cắp từ cha mẹ, bạn bè, nhà trường. Đó không phải là hạnh phúc mà là một món nợ. Hạnh phúc như thế sớm muộn gì cũng sẽ biến mất, mà không một lời từ biệt. Hạnh phúc phải hoàn toàn cho chính bạn tạo dựng, đó mới là hạnh phúc của bạn. Tất cả từ sức khỏe, vẻ đẹp đến khả năng phán đoán và kiến thức phải do chính bạn tạo dựng nên. Quan trọng hơn hết, bạn phải là người tạo dựng sức khỏe cho chính mình. Tất cả sinh vật, cỏ, hoa, cây cối, ong bướm, vi sinh vật, muông thú, chim chóc và thậm chí côn trùng đều vui hưởng sức khỏe, sắc đẹp, tự do và hạnh phúc của chính mình. Những thứ này mà bạn được ai đó ban cho thì bạn là người bất hạnh nhất thế giới. Bạn không có ý nghĩa gì cả mà chỉ là một tên nói dối. Bạn không phải là bạn mà là một người khác không hơn không kém. Có 3 yếu tố có thể đảm bảo hạnh phúc không chỉ cho chính bạn và con trẻ mà còn cho tất cả mọi người. Đó là học hành và triết lý của Đông Phương, học và hành, ứng dụng vô song nguyên lý, triết lý âm dương ở mọi lúc mọi nơi. B. Thực hành thực dưỡng.
C. Hãy mạo hiểm vì mỗi lỗi lầm là một bài học lớn cho chúng ta. Mọi thứ đều biến dịch và không có lỗi lầm nào mà không sửa chữa được. Không có gì phải lo sợ hết. Chúng ta phải chuyển hóa cuộc sống, sức khỏe, nhân sinh quan, thế giới quan, suy nghĩ và hành động của chúng ta. Ha ha ha, 问什么的说呵。